Trung tâm Y tế huyện Đắk Rờ Rấp là đơn vị y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Đắk Nông triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Đối với bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối, thì để duy trì sự sống, việc cả đời gắn với máy chạy thận nhân tạo là bắt buộc. Thông báo tạm ngưng hoạt động chạy thận nhân tạo của trung tâm khiến cho các bệnh nhân không khỏi hoang mang và lo lắng. Phòng chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Rấp hiện có khoảng 8 máy chạy thận phục vụ 35 bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối đang điều trị. Để duy trì sự sống, bệnh nhân bắt buộc phải chạy thận nhân tạo cả đời. Dù đây là đơn vị y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Đắk Nông triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, nhưng vừa qua, trung tâm lại có thông báo về việc tạm ngưng hoạt động chạy thận nhân tạo từ ngày 15 tháng 7. Điều này đã khiến cho nhiều người bệnh lo lắng vì không biết sẽ tiếp tục chạy thận ở đâu. Cố gắng giúp đỡ cho chúng tôi để chúng tôi được chạy tại đây. Chứ bây giờ chúng tôi mà đi nơi khác thì chúng tôi khó khăn lắm, mà chúng tôi không biết đi nơi nào để chạy được cả. Cấp trên cố gắng để mà giúp đỡ cho chúng tôi được chạy tại đây để chúng tôi sống được ngày nào chúng tôi biết ngày đấy ạ. Ngưng chạy, không biết chạy ở đâu được, mà sự sống mà tôi không còn nữa. Đó là sự thật đấy. Vì có vài ba ngày mà không chạy là không đi nổi mà. Theo Trung tâm Y tế huyện Đắk Rấp, việc đơn vị ban hành thông báo tạm ngưng hoạt động chạy thận nhân tạo là vì không đảm bảo về máy móc, trang thiết bị và vật tư y tế. Hiện toàn bộ thiết bị chạy thận đều là máy liên doanh, liên kết, được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trong 4 năm qua, đơn vị vận hành theo phương án giá cũ, mỗi ca chạy thận đều không đủ chi phí. Vấn đề về cơ cấu giá, nó rất khó khăn về cơ cấu giá, không đủ chi phí cho vấn đề phục vụ cho bệnh nhân, mặc dù bảo hiểm đã chi trả. Trên cái nền tảng đó chúng tôi cũng đã xin ý kiến và làm nhiều tờ trình lên cấp trên để xin cái phương án cơ cấu giá, nhưng mà mãi từ năm 2019 và đến giờ phút này chúng tôi chưa có cơ cấu giá nào hết, cho nên chúng tôi không kham nổi nữa. Và chúng tôi, nếu như không có dịch Covid-19 thì chúng tôi vẫn còn kham được, còn đây là có dịch Covid-19, chúng tôi không thu nhập được nhiều, cho nên chúng tôi tạm dừng cái này để chúng tôi tập trung vào công tác điều trị nhiều hơn. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Đắk Rấp khẩn trương thu hồi thông báo, đồng thời đơn vị cần báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, định hướng trong thời gian tới trước khi quyết định ra những thông báo gây hoang mang cho bệnh nhân.